Rồi, hello, xin chào mọi người quay trở lại kênh của em nha. Thì hôm nay em lại về được ít điện thoại giới thiệu cho mọi người nha. Thì giờ này cái kênh em đăng ít video lắm mọi người. Tại vì em bận đi làm shipper á, không có ở nhà nhiều. Lâu lâu gom được nhiều máy thì quay cho mọi người luôn. Nhưng mà mọi người tới nhà thì vẫn có máy để nhà cho mọi người test nha. Thì em xin nhắc lại lần nữa nha mọi người. Anh chị mua hàng thì vui lòng gọi trực tiếp số điện thoại này để giúp em 0767347340. Mình có thể gọi điện hoặc mình nhắn tin Zalo nha. Zalo của em cũng là số này nha mọi người. Thì cái kênh của em là mọi người đó, trên tất cả cái tiêu đề em đừng để số điện thoại luôn nha. Thì anh chị nào chốt qua số điện thoại khác đó lừa đảo thì em không có chịu trách nhiệm nha. Bên em chỉ bán hàng qua một số điện thoại nhất thôi. Tất cả đều thông tin để em đều để dưới đây hết nha. Địa chỉ cửa hàng 116 sạn 55 Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình. Số điện thoại, chế độ bảo hành, rồi tài khoản ngân hàng nếu anh chị đặt cọc trước luôn nha. Thì bên em bán hàng thì mình phải đặt cọc trước với bên 100.000. Tất cả các đơn hàng đều là 100.000 hết nha mọi người. 50.000 thì em không có giao được. Tại bây giờ phí ship nó hơi cao nên em nhận trước 100.000. Nhưng mà bên em là vẫn bao phí ship cho mọi người nha. Tiền đặt cọc sẽ trừ trực tiếp vào tiền máy luôn nha mọi người. Mình có thể đặt cọc bằng cách chuyển khoản ngân hàng, hoặc là mình mua thẻ cào cũng được nha. Thẻ cào thì mình nhắn cái mã qua giúp em nha mọi người. Rồi hôm nay về được 2 cây F1S. Kẹt biên rồi mọi người ơi. Nó bị kẹt biên giới rồi, không có về được nhiều. 2 cây F1S máy 98-99% thôi. Đã dán cường lực sẵn cho mọi người luôn. Con này em sẽ tặng cho mọi người cường lực ốp lưng, sạc cáp bao ship. Ốp bởi 1S màn hình 5,5 inch. RAM 4GB nha mọi người. Con này là bản RAM 4GB. Bộ nhớ trong 32GB. RAM 4GB bộ nhớ trong 32GB mọi người. Máy full chức năng vân tay đầy đủ, máy 2 SIM màn hình 5,5 inch, camera sau 13 chấm, camera trước 16 chấm. Cảm ứng không loạn liệt nha mọi người. Loa lớn luôn á. YouTube, Facebook là em đã tải sẵn cho mọi người luôn rồi. Mở cái YouTube cho mọi người. Sẵn Tesla luôn ha. Bấm công mở nhạc chuông. Loa clip là ok hết nha mọi người. Máy 2 SIM full chức năng. Loa clip ok, camera đẹp luôn. Camera trước 16 chấm, camera sau 13 chấm. Máy full chức năng hết nha mọi người. Đây, ok hết. Giá con này em đang bán là 1.350.000, RAM 4GB 32GB. Tặng full phụ kiện cho mọi người, sạc cáp ốp lưng. Anh chị nào chuyển khoản đủ hoặc là mình tới cửa hàng mua thì em sẽ giảm trực tiếp 100.000 vô tiền máy nha. Còn nếu mà giao COD là 1.350.000. Đó, vậy cho nhanh gọn. Rồi cái này cũng y chang F1S luôn mọi người. Vivo Y67. Vivo Y67. Máy 99 đẹp can nha mọi người. Y67, cấu hình y chang F1S luôn, RAM 4GB 32GB, màn hình 5,5 inch, cũng tặng full phụ kiện cho mọi người luôn. RAM 4GB 32GB màn hình 5,5 inch. Con này đừng cái nút home mọi người. Nút home là nút home cảm ứng nha. Mình chỉ cần chạm vô thôi. Còn F1S là mình phải nhấn nha. Đây bật sáng là chạm vô nó không sáng nè. Mình phải ấn nó sáng. Còn này là nút home cảm ứng. Chạm cái là nó lên luôn nha mọi người. Vân tay vân chân đầy đủ, máy full chức năng. Cảm ứng ok hết. Cũng máy 2 SIM Vivo. Anh chị nào không thích Apple thì mua Vivo nha mọi người. Vivo thì có nhiều nha. Con này Vivo có nhiều. Nói chung giá cũng bằng F1S luôn nha mọi người. Nhưng mà tại vì F1S nó bị kẹt biên giới không về được. Camera sau 13 chấm, camera trước 16 chấm, y chang F1S luôn. Không khác gì luôn nha quý vị. TikTok, Facebook là em tải sẵn luôn. Là liếc lớn luôn, máy 2 SIM. Là liếc ok hết nha mọi người. Là liếc ok hết luôn. Vivo Y67, y chang F1S luôn. Giá bán cũng y chang luôn, 1.350.000. Tặng kèm cáp sạc ốp lưng, dán cường lực, free ship cho mọi người luôn. Rồi để em xíu nha mọi người. Có điện thoại. Rồi tiếp theo hôm nay về được 2 cây Oppo A83 màu đỏ. Chơi Tết ok. Đỏ tươi nha mọi người. Máy 98-99%, vỏ đẹp, kính cũng đã dán cường lực cho mọi người luôn rồi. Anh chị nào thích mở ra coi thì cứ mở ra coi bình thường nha, chẳng sao hết. Con này là Oppo A83, RAM 4GB, 64GB, màn hình 5,7 inch. Chip Helio B23, camera sau 13 chấm, camera trước 8 chấm, máy full chức năng cũng 2 SIM nha mọi người. Đây, em vô giới thiệu cho mọi người coi luôn. Oppo A83, RAM 4GB, 64GB nha mọi người, 764GB. Màu đỏ, tặng kèm ốp lưng, dán cường lực, sạc cáp, màu đỏ chơi Tết ok, nhận diện khuôn mặt đầy đủ cho mọi người luôn, la liếc là lớn luôn nha.
tôi kể ngày xưa mẹ mê bà như điếu đổ tôi đã không. Là clip ok hết cho mọi người luôn. À 83 RAM 4GB nha. Bản RAM 4GB chứ không phải RAM 3 nha mọi người. RAM 4GB. Thì con này đang bán với giá là 1.500.000, tặng kèm cho mọi người full phụ kiện sạc cáp ấp lưng cường lực, free ship. Anh chị nào tới những cửa hàng mua thì giá là 1.400.000 nha mọi người. Giá giao đi là 1.500.000. Tới mua trực tiếp hoặc chuyển khoản đủ còn 1.400.000. Màu đỏ tươi. Bản RAM 4, xanh 4. Con đệm có màu đen nữa nha mọi người, màu đen nhám. Màu đen nhám thì đen sạc pin rồi. Rồi hôm nay còn đây nè. Anh chị nào mua luôn đi. Kyocera E 6810 RAM 3GB 32GB. Con này là máy siêu bền nha mọi người. 6810 RAM 332, chip Snapdragon 617, RAM 332 pin 3250. Máy màn hình 5 inch nhỏ gọn nhưng mà dày nha mọi người. Con này là hàng siêu bền. Màn hình zin, main zin. Full chức năng. Camera 13.2 với 2 chấm, camera sau 2 cái nha, vân tay bên đây nha mọi người. Camera 13, cam trước 5 chấm. Loa lớn nha mọi người, con này loa lớn. Loa dưới đây nè, nó dạy nguyên cái dãy loa dưới đây luôn phải không? Con này nguyên cái dãy loa dưới đây luôn. Nói chung là mình nghe nhạc con này là cũng phê á. Nói chung là chỉ mấy mà con này nghe có loa bự to mồm. Màn hình nét full HD. Màn hình 5 inch thôi mọi người, nhỏ. Nhưng mà mọi người cầm chắc tay lắm nha. Đại con này thiết kế siêu bền. Anh chị nào gắn sim thì gỡ cái nắp lưng dưới đây ra, cái khay sim bên đây, nhét sim vô. 3G, 4G đầy đủ, máy full tiếng Việt. Kyocera E6810. Giá con này đang bán là 1.400.000. Anh chị nào chuyển khoản đủ là còn 1.300.000. Free ship cho mọi người luôn. 1.400.000, 5332, máy siêu bền. Rồi hôm nay về được thêm 2 cây F8 mọi người. F8. Đây, mình sẽ 8 cây cây màu màu nhôm nè. Cây này không biết màu tím hay màu gì ta. Màu xám, một cây màu xám với cây màu xanh nha. Cây màu xanh vỏ sao hơi phẩy mà vẫn tặng ốp lưng cho mọi người luôn nha. Khung viền thì ok, không cứng mớp. Galaxy S8 bản Mỹ, bản U hết nha mọi người. Chiếc Snapdragon 835 á, còn chiếc Exynos thì hiện tại bên em hết rồi nha. Con này thì chỉ chạy được một sim thôi. Đây, G950 là bản U nha mọi người. RAM 4GB, 64GB, máy full chức năng. Cảm ứng là ok hết. Không lạng liệt nha mọi người, màn hình zin nha. S8 này màn hình zin nha, S8 không có màn hình lô nha quý vị. Camera nè. Cam trước, cam sau full chức năng. YouTube, Facebook đầy đủ, con này la cũng ok mọi người. Đây mọi người chưa có kết nối internet. Để ta cái loa cho mọi người. La liệt ok hết nha mọi người. S8 màu xanh. Mặt lưng hơi phẩy nha, lưng zin hơi phẩy. Con này em đang bán giá 1.800.000 nha mọi người, 1.800.000. Còn mặt lưng đẹp nè, mặt lưng đẹp màu xám, mặt lưng đẹp vẫn tặng cho mọi người full phụ kiện luôn. Con này em bán giá 1.800.000, anh chị nào tới là cửa hàng em bán giá 1.700.000 nha, tại mặt lưng nó hơi phẩy, cái gắn ốp lưng vô xài ok chẳng sao hết. Kính thì đẹp luôn, con này kính đẹp luôn. Đây, máy cũng full chức năng. Nói chung là bán theo ngoại hình nữa mọi người. Cảm ứng là ok hết. Camera là đẹp luôn. Không phải chê. Loa clip là ok. Mở YouTube coi cái. Làm mẹ lần đầu mẹ nhiều bỡ ngỡ. Nhập hội Shopee Moms Club ngay để được tư vấn từ A đến Z cầm đăng của cô bé. Là clip ok. Mấy con này mấy một sim nha mọi người, không lên hai sim nha, bản Mỹ hay là bản Nhật gì chip Snapdragon là không lên được hai sim nha mọi người. Chỉ có bán hàng chip Exynos mới lên được hai sim thôi nha. Còn màu xám, giá đang bán là 1.900.000, 1.900.000 tặng kèm cáp sạc với lại ốp lưng, không tặng cường lực nha mọi người. Tới cửa hàng mua thì còn giá 1.800.000. Galaxy S8 chip Snap 835. Rồi, thanh lý một cây Oppo F7. Nói chung con này không phải thanh lý mà tại hàng trả về em giảm giá trực tiếp cho mọi người luôn nha. Oppo 7 RAM 6 128, màn hình 6.23 inch full HD, màn hình tai thỏ, pin 3400, 2 sim, camera sau 16, camera trước 25, máy full chức năng. Bản 2 sim nha mọi người. Đây, cảm ứng là ok hết. Camera đẹp luôn á. Cam trước đẹp 25 chấm, cam sau 16 chấm. Máy full chức năng nha mọi người.
tại vì giao cho khách này mà khách kêu không có phiếu bảo hành. Giao cho khách mà khách kêu không có phiếu bảo hành nên không lấy, nhưng mà em đâu bảo hành bằng phiếu đâu, bên em bảo hành bằng tem nha mọi người. Tất cả sản phẩm bên em đều bảo hành bằng tem hoặc là và chụp lại cái email của sản phẩm á mọi người. Đây, mỗi cái sản phẩm nó sẽ có cái email khác nhau. Em sẽ lưu lại cái email này, bảo hành là em sẽ lưu bằng cái email nha, không có bảo hành bằng cái phiếu nha mọi người. Tại hồi trước em có làm phiếu, nhưng mà cái phiếu á 10 người gửi về bảo hành là hết 9 người không có gửi phiếu rồi. Nên bây giờ em không có làm phiếu nữa nha, em chỉ bảo hành bằng tem thôi. Anh chị gửi về mà rách tem hoặc là có dấu hiệu buông sữa là bên em không bảo hành nha. Với lại có email, tất cả sản phẩm được, điện thoại phải có email. Điện thoại không có email sao xài. Đó, tất cả đều có email điện thoại nên em sẽ bảo hành bằng email. Thì khách đã đặt cọc 100 ngàn rồi thì giá đang bán cho mọi người là 2.250.000, giảm trực tiếp cho mọi người 100 ngàn. Là còn 2.150.000, RAM 6 128, máy full phụ kiện, bao ship. Còn anh chị nào chịu khoản đủ, giảm cho anh chị còn 1.990.000 luôn. 6 128 nha. Duy nhất một con màu đỏ này thôi nha mọi người. Lại giao đi mà khách không lấy, khách đã cọc rồi. Nên em sẽ thanh lý chứ không phải là giảm giá nha mọi người. Đây, còn con này S8 Plus. S8 Plus màu xanh, vỏ sao đẹp. Viền gốc không cứng móp nha mọi người. Vẫn tặng full phụ kiện. Nói chung là bán giờ là full phụ kiện cho mọi người dễ chọn. Đó, kính trước đẹp luôn, S8 Plus. Cũng bản Mỹ luôn. Đây, là 955U, một sim, không lên hai sim nha quý vị. Để nói trước mất công anh chị hỏi em bản hai sim, em không có làm bản hai sim nữa nha. Nói chung có làm thì em sẽ báo. Đây, cảm ứng màn hình zin, cảm ứng ok hết. S8 Plus. Đây. Camera là ok hết. Máy full chức năng, bản một sim thôi. Cam trước, cam sau ok. Mấy con S8 này mọi người quay vlog ok lắm mọi người. Cực kỳ chất luôn nha. Nó thu âm siêu tốt luôn. Lời lướt ok luôn. Giá hôm nay nó có giảm nha mọi người. Tại con này màn hình có lù. Đây, màn hình lù em cho mọi người coi. Đó, nó có lù ở đây xíu. Lù này nhiều hơn xíu nè. Đó. Biển là màn hình zin nha, chưa ép kính nha mọi người. Giá con này đang bán là 2.450.000, 2.450.000. Anh chị nào chuyển khoản đủ thì còn 2.350.000. S8 Plus 1464. Rồi, hôm nay mới về được cây Oppo A31, máy nguyên zin 98-99%. Bản đặc biệt nha mọi người. Hàng chính hãng nó chỉ có bản 464 thôi, còn này là bản RAM 6. À, không, hàng chính hãng RAM 4128, còn này là bản RAM 6 128 nha mọi người. Oppo A31 mới ra năm ngoái luôn, 2020. Màu đen, máy nguyên zin. Camera chính, 3 cái, camera phụ bao nhiêu, để coi bao nhiêu. Pin con này 4002, còn camera phụ là 8 chấm. Máy full chức năng, vân tay đầy đủ nha mọi người. Oppo A31 2020, mới ra bản full. Bản full option luôn, RAM 6 128 nha quý vị. Đây, để vô cho quý vị coi. Đây, Oppo A31 bản RAM 6 128, máy full chức năng, máy nguyên zin 98-99%. Tặng kèm cho người full điều kiện ốp lưng, sạc cáp, dán cường lực sẵn luôn. Màn hình 6.5 inch siêu lớn mọi người, pin châu 4230 luôn. Nói chung dòng này là nó thay thế cho dòng Oppo A5S đó mọi người, A5S, A3S đó. Mà con này cấu hình cao nha, 6 128, xài ok hết, máy full chức năng. Đó, anh chị đòi dòng mới thì có dòng mới bán cho mọi người luôn. Giá con này đang bán là 2.750.000, bao rẻ nhất thị trường cho mọi người luôn. Anh chị nào kiếm chỗ nào rẻ hơn thì có thể qua tham khảo nha. Giá giao đi là 2.750.000, chuyển khoản đủ là còn 2.650.000, bao ship. Tới nhà mua cũng là 2.650.000 luôn. Ok không quý vị? Rồi, hôm nay lại có một số ít điện thoại giới thiệu cho mọi người thôi. Có thể là qua từ sau bên em mới có một video khác nha mọi người. Thì anh chị nào mua hàng thì có thể gọi trực tiếp số điện thoại bên em 076 734 7340 nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người xem video của em. Hẹn mọi người ở video sau.